Bản tin Thanh Hải Vô Thường Sư số 172. Buông bỏ tất cả thì sẽ được tất cả. Đa số minh sư đều nói rằng nếu chúng ta bỏ hết tất cả thì sẽ được tất cả. Thánh Kinh cũng nói rằng những ai bám víu vào đời sống như là bám giữ đời mình thì sẽ mất đời sống. Còn người nào xả bỏ được thì sẽ sống đời đời. Cũng vậy, nếu mình không thật sự lưu luyến bất cứ của cải nào, danh vọng gì trong cõi đời này, thì mọi thứ thật sự sẽ đến với mình. Nhưng một khi đã trở thành nô lệ bất cứ thứ gì trên đời này, thì chúng ta sẽ mãi mãi đuổi theo nó hoài, rồi trở thành kiệt sức, mệt mỏi, tâm thần yếu kém. Đủ mọi rắc rối sẽ đến với mình mà chưa chắc mình đã được gì. Thật sự là như vậy. Tôi nói đây cũng là từ kinh nghiệm bản thân. Khi nào chỉ tìm kiếm thiên quốc thôi, chúng ta mới thật sự có tất cả. Dù chúng ta không muốn, nó cũng đến không biết từ đâu, nó tìm đường đến với mình. Nhiều khi không muốn cũng phải nhận, đôi khi cũng rất khó mà từ chối. Ở đây chúng ta nghiêm khắc, rất tốt cho tôi. Nếu không, quà cáp sẽ tới lưu bù, đầy ắp. Hồi đó tôi có nói là không nhận quà, nhưng người ta cứ thảy đại ở đó rồi chạy mất. Tội nghiệp tôi, phải gom nhặt lại đem cho người khác. Vậy cho tôi để làm gì chứ? Bởi vì tôi thật sự chẳng cần gì cả. Thật tức cười, như Thánh Kinh nói, kẻ có thì sẽ có thêm, còn kẻ không có gì cả thì lại có ít đi. Nhưng như vậy không có nghĩa là nếu quý vị không có gì cả thì sẽ có ít hơn nữa, mà là khi quý vị không có gì cả là lúc đang muốn nhiều nhất. Quý vị cứ muốn, muốn hoài. Cái ý lực muốn đó trở thành như một bức tường ngăn chặn không cho những thứ khác đến với quý vị. Tương tự như vậy, chúng ta phải thành tâm tu hành, nhưng đừng tham lam. Đừng như những nhà tâm linh thiên về vật chất. Mọi thứ tự nhiên sẽ đến, chúng ta có thể cầu nguyện, nhưng hãy cầu bằng lòng thành, chứ không phải bằng sự tham lam, đòi hỏi. Có một sự khác biệt rất là nhỏ. Nếu quý vị có thể biết được sự khác nhau giữa sự ham muốn và sự mong mỏi, niềm khao khát được giải thoát, khao khát trí huệ và khao khát biết được chân lý, giữa khát vọng muốn biết chân lý và tham vọng có một sự khác biệt rất nhỏ. Nếu không giữ quân bình, chúng ta sẽ hoặc là bước bên này hay bước qua bên kia. Bước bên kia thì tốt, bên khao khát về tâm linh thì hôm đó mình sẽ thiền rất tốt. Nhưng không phải hôm nào cũng cầu như vậy, chỉ khi nào mình không làm được thôi. Sư phụ chỉ tay vào mắt trí huệ. Khi nào đen thui hoặc khi nào thấy tối đen xám xịt thì khẩn cầu sư phụ, rồi nó sẽ xảy ra, luôn luôn xảy ra. Trước khi tôi vào cái nghề này, rất hiếm khi tôi thấy vị minh sư không trả lời. Vị thầy bên trong ít khi nào phủ nhận lời cầu nguyện của vị. Khi vị thầy từ chối, có nghĩa là lời cầu xin đó có lẽ không tốt cho tôi. Sau đó tôi sẽ biết. Nhiều khi vị thầy lấy đi của mình một cái gì đó, làm cho mình rất khổ tâm, nghĩ rằng, à, sư phụ không thương. Sư phụ biết mình thích mà sao ngài lại lấy đi của mình. Nhưng không phải vậy. Sau này quý vị sẽ thấy mừng là ngài lấy đi cho mình. Là như vậy. Tôi không bảo đảm là nếu quý vị cầu minh sư, ngài cho quý vị một người chồng tốt hay một người vợ hiền, một người đẹp và chung thủy, rồi quý vị sẽ hạnh phúc. Không có, phải trả giá rất cao, làm việc cực khổ. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể được, rồi ráng bỏ công sức vào. Nhưng đừng nói hoài, sư phụ xin giúp con. Sư phụ không thể can thiệp vào những vấn đề như vậy, tại vì còn nhân quả nữa. Ai có duyên nợ với nhau, làm chồng, vợ, làm cha, mẹ, làm con, vân vân, đều do nhân quả. Có nghiệp chướng, và tùy theo nghiệp chướng của quý vị như thế nào, mối quan hệ của quý vị với người kia sẽ ngọt bùi hay chua chát. Nếu quý vị không muốn một chút nào cả thì cũng được, sư phụ cũng có thể hủy bỏ hoàn toàn, như vậy lẹ hơn. Bỏ thì lẹ hơn là duy trì sau này. Nhưng hầu hết chúng ta sanh ra là đã có định nghiệp rồi, và trước khi chào đời,
chúng ta đã sẵn lòng gia nhập với người nào đó để tăng cường sức mạnh của mình về thể xác, tinh thần và tâm linh để tiếp tục công việc trên thế gian này. Vì thế, chúng ta rất sẵn lòng làm chuyện đó. Nhưng nhiều người không sẵn lòng nên họ mới bỏ chạy đi xuất gia hay làm việc thiện nguyện gì đó bằng cách dành thời giờ, tuổi trẻ và sức lực vào mục đích có ý nghĩa hơn trong đời sống. Như vậy cũng san bằng nghiệp chướng của họ. Những người này kiên cường hơn và không cần sự nâng đỡ bên cạnh hay đằng sau. Họ có thể tự sống một mình. Nhưng nhiều người cảm thấy cuộc đời quá cô đơn, vô nghĩa. Họ cần một người nào đó để chia sẻ những thăng trầm, đưa đẩy, chông gai của cuộc đời. Như vậy cũng được, cả hai đều được. Người sống một mình thì tăng cường sức mạnh qua công việc, lòng hy sinh và những theo đuổi khác trong đời sống. Còn người sống với bạn đời thì củng cố sức mạnh của nhau bằng sức mạnh của đối tượng. Cho nên cả hai đều được củng cố một phần nào qua những cách khác nhau. Thượng đế luôn luôn bù vào chỗ thiếu nên đời sẽ không bao giờ quá đau khổ hay không thể chịu đựng nổi. Nếu mình có lực lượng minh sư tiếp tế bên trong. Chúng ta thiền và thật sự không đòi hỏi gì nhiều ở đời này. Ngày tháng trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn. Chúng ta làm mọi việc ít chấp nhất hơn và nhìn người khác bớt tham luyến hơn xưa. Đó là điều rất tốt về việc tu tập lực lượng nội tại. Một ngày nào đó, những tham luyến này hoàn toàn mất đi, chúng ta cảm thấy bên trong hạnh phúc và vô cùng sung mãn, tới nỗi là trừ phi người ta cần tới mình, chúng ta không đi tìm rắc rối. Thậm chí cũng không đi kiếm cách giúp đỡ người nào, như nói rằng, chào ôi, thấy ông khổ sở quá, tôi sẽ giúp ông. Không, không, chúng ta sao cũng được, giúp hay không giúp, nói chuyện hay không nói chuyện, dạy dỗ hay không dạy dỗ cũng không sao, bởi vì chúng ta đã hoàn toàn sung mãn bên trong chính mình. Chúng ta không cần bất cứ điều gì như sự kích thích từ bên ngoài, động cơ, mục đích để đạt, ý muốn khoe khoang hay tình yêu gánh trên vai, không gì cả. Ăn chay là chính sách hay nhất. Thế giới này không thuộc về mình, nó thuộc về chúng ta. Nhưng nhiều người không thích san sẻ. Thật ra thế giới này thuộc về tất cả mọi người, kể cả thú vật. Đó là lý do chúng ta theo đường lối ăn chay, vì thế giới này hình thành do sức mạnh của lực lượng ý niệm từ tất cả những chúng sinh hiện hữu trên địa cầu. Vì chúng ta muốn nên chỗ này mới hiện hữu, kể cả thú vật. Nhưng khi xuống đây, chúng ta lại nghĩ rằng nó thuộc về mình. Ai cũng tưởng nó thuộc về họ, cho nên mới có chuyện người này tống khứ người kia vì người kia là ngoại lai. Thí dụ như da đỏ tiêu diệt da trắng tiêu diệt da đen, rồi da đen, da trắng, da vàng tiêu diệt thú vật. Chúng ta quên rằng mình cùng là chủ nhân với nhau, không phải người chủ duy nhất ở thế giới này. Vì vậy không nên giết thú vật, không nên ăn thịt và lẽ dĩ nhiên chúng ta đặc biệt không nên giết những chúng sinh khác. Nhưng trên danh nghĩa, đôi khi là chính trị, ái quốc hay tôn giáo chúng ta giết, rồi dùng những lý lẽ dễ dàng để biện hộ cho hành động giết chóc của mình. Như vậy là không đúng, bởi vì hôm nay mình giết thì kiếp sau mình bị giết lại. Cho nên thế giới chúng ta chiến tranh hoài, chúng ta cứ thắc mắc tại sao, nhưng đâu có gì đáng thắc mắc. Gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Ngay cả Thánh Kinh cũng nói vậy. Gieo gì thì gặt nấy. Người nào không phải chịu khổ vì ảnh hưởng của chiến tranh hay những xung đột khác thì đó có nghĩa là mình xưa kia không có gieo nhân bạo động. Nếu tiếp tục giữ được như vậy cho dù không tu thiền gì cả, cho dù không thờ phụng Thượng Đế theo nghi thức hay sổ sách, chúng ta sẽ được đầu thai trở lại làm người khỏe mạnh, an toàn, vững chãi, vì chúng ta không có hạt giống phá hoại, chiến tranh hay bạo lực. Thật ra tôi thấy mọi người đều đã có trí huệ bên trong chính mình rồi, cho nên chúng ta có lẽ nhắc nhở nhau, chứ không cần phải dạy dỗ hay nói năng chi nhiều. Vì chúng ta đang ở cạnh nhà hàng chay. Sư phụ nói đến tiệm chay Vegetarian House của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thần Sư tại San Jose.
nên chúng ta cũng có thể nhớ đến chính sách ăn chay. Sao đây lại là chính sách hay nhất? Bởi vì nếu chúng ta nhắc nhở nhau và không giết thú vật thì dĩ nhiên làm sao có thể giết người được. Chiến tranh tự nó đã bị diệt tận gốc, nguyên tắc là như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có hy vọng, vì lúc này ngay cả ở Mỹ ăn chay là mốt mới. Tôi quen biết con gái của một người chủ của những khách sạn lớn nhất ở Đài Bắc. Ông này bị ung thư, cả nhà đều biết, ông ta cũng biết. Gia đình đều biết ông không nên ăn thịt, bác sĩ dặn ông không nên ăn thịt. Thật tức cười, sao bây giờ bị ung thư rồi mới không được ăn thịt? Đáng lẽ là không ăn thịt ngay từ đầu. Có lẽ tôi dạy đúng rồi, bây giờ ông biết là không nên ăn thịt và bác sĩ ra toa cho ông là ăn bớt thịt. Nhưng không ăn, ông không chịu nổi bệnh mà vẫn ăn thịt bò bít tết hay bất cứ món gì ông thích. Cho nên không phải dễ cho người ta ăn chay chỉ vì lo lắng về sức khỏe. Tôi không tin chuyện đó. Cũng phải có một cái gì đó bên trong, là hạt giống linh hồn sâu thẳm tận bên trong nhắc nhở người đó. Nói từ bên trong rằng, cái này tốt hơn, hài hòa hơn, an bình hơn cho thế giới, và anh đóng góp cho nền hòa bình thế giới bằng cách theo chính sách ăn chay này. Cho nên người đó nghe theo tiếng gọi trong tâm họ. Không phải là về sức khỏe, tôi có nhiều người bạn không ăn chay và tôi không bao giờ ép buộc họ, thúc đẩy họ hay là có ý cho họ biết rằng họ nên theo tôi hay là họ nên ăn chay. Không như vậy, không bao giờ. Tình thương của tôi đối với mọi người luôn luôn là vô điều kiện, bởi vì tôi thấy rằng chỉ có tình thương vô điều kiện mới là cao cả nhất. Bất luận là lý do gì hay mục đích gì, chỉ có tình thương vô điều kiện đối với lòng tôi mới đáng chấp nhận mà thôi. Cho nên tôi không có ý nói xấu những người không ăn chay, không phải vậy. Tôi chỉ nói ra một sự thật. Tôi cũng có nhiều người bạn, họ cũng không ăn chay. Tôi cũng không bao giờ cố ý hoặc không bao giờ nghĩ tới chuyện tìm cách thay lối sống của họ. Một số người bạn hỏi tôi tại sao? Tôi nói, đó là cuộc đời quý vị, đó là linh hồn quý vị, là lối sống của quý vị. Quý vị muốn thành như thế nào thì đó là trách nhiệm của quý vị, tôi không chịu trách nhiệm. Thành ra quý vị muốn làm gì thì làm, điều gì phát xuất từ trái tim quý vị đều tốt, tôi không cần phải ảnh hưởng quý vị. Vì một mình quý vị đã là Thượng Đế rồi, bên trong quý vị đã có Phật trời giống như tôi vậy. Không cần phải bảo quý vị làm gì, trừ phi quý vị hỏi điều gì là tốt nhất cho mình, thì lúc đó tôi mới nói. Nhưng nếu quý vị không hỏi, thì tôi sẽ không nói gì cả. Rất giản dị. Mình làm gì thì đó là trách nhiệm của mình, khỏi cần phải trách ai hay sùng bái ai để có câu trả lời. Thật sự không cần. Thậm chí sùng bái một vị thầy hay minh sư cũng là một trở ngại cho sự tiến bộ của mình. Nếu quý vị đến như một vị minh sư và dâng theo bất cứ điều gì thì cũng là vì quý vị đã có rồi, đã biết điều đó rồi. Có lẽ chỉ cần xác nhận để quyết định chắc chắn hơn. Bởi vì khi hai người đồng ý thì sự việc sẽ có khuynh hướng xảy đến mau hơn. Một cách khẳng định hơn, vậy thôi. Bằng không, nếu quý vị chưa sẵn sàng, nếu còn muốn chơi đùa, lang bang ở thế giới này một thời gian lâu hơn nữa, thì cho dù tôi có tìm cách ảnh hưởng quý vị cũng không tốt, không bao giờ làm nổi, ngay cả Thượng Đế cũng không làm nổi. Bởi vậy nên Đức Phật, Chúa Giêsu không bao giờ cố gắng hết sức. Ai cũng ca ngợi các ngài, nói rằng, chao ơi, các vị này ráng hết sức để thay đổi thế giới, rửa sạch bầu không khí của thế giới. Nhưng các ngài không bao giờ cố gắng. Các ngài làm chỉ vì chuyện xảy ra như vậy. Và tại vì người ta đến với các ngài và hỏi các ngài. Cơ hội nảy sinh, hoàn cảnh thích hợp nên các ngài mới nói. Hoặc giả các ngài nói cho người ta nghe những gì họ hỏi, những gì họ muốn nghe hay những gì họ đã biết rồi và chỉ cần một sự ủng hộ để khẳng định. Vậy thôi. Các ngài không bao giờ cố gắng làm việc gì. Đức Phật không khi nào muốn thay đổi thế giới. Chúa Giêsu cũng không bao giờ cố tình thay đổi tâm thức con người. Người ta muốn tự sửa đổi chính mình, và khi người ta muốn thay đổi, thì họ sẽ thay đổi.
Giống như người Mỹ bây giờ, họ thay đổi. Họ muốn ăn chay, họ thiền và họ học hỏi nhiều thứ vì họ muốn như vậy. Vì bây giờ họ đã sẵn sàng. Họ đã xây dựng quốc gia, đã kiến thiết nền tảng thể chế của một nước Mỹ tự do. Bây giờ họ tự do. Hai tay họ tự do, tâm trí thảnh thơi. Họ có thể theo đuổi động cơ nguyên thủy của đời họ, của cuộc hành trình sang Mỹ. Họ tới đây là vì lý do tâm linh, cho nên cuối cùng họ sẽ làm. Vậy thôi. Cho nên cứ vui hưởng cuộc đời. Làm người tốt, ráng ăn chay được chừng nào hay chừng đó. Sống vui, sống khỏe, hưởng bất cứ những gì Thượng Đế cho mình. Nhà là của mình, thế giới là của mình. Nghĩ về việc mình tạo ra thế giới này, nhưng với lực lượng của ý niệm. Sư phụ chỉ vào mắt trí huệ. Do đó chúng ta vui hưởng, nhưng cũng ráng san sẻ và đừng làm hại tài sản công của chúng ta. Người nào nghi ngờ lực lượng của ý niệm thì nên nhớ là có những người có thần thông. Có một người ở Mỹ còn làm tượng nữ thần tự do biến mất trong 5 phút. Đó là lực lượng của tư tưởng. Quý vị có thể làm một chất rắn tan rã hay biến mất, trở về nguồn cội của nó lúc trước khi nó hiện hữu. Giống như chúng ta, trước khi sinh ra chúng ta ở đâu? Chúng ta ở nguồn cội, ở căn nhà của vật thể, trong xưởng chế tạo ra tương lai. Cho nên đó là lý do con người có thể học được thuật tàng hình, thuật khinh công, thuật biến hóa đồ vật, biến mất đồ vật. Cho nên rất dễ. Nhưng những thứ này vẫn còn ở trình độ ý niệm và trí thức. Còn có những trình độ khác cao hơn sự suy nghĩ, ngoài dòng hiện hữu của đầu óc, trước khi có tiến trình suy nghĩ và lực lượng của ý niệm ra đời. Đó là đẳng cấp cao hơn, đẳng cấp của Thượng Đế, cảnh giới của đấng tối cao, căn nhà nguyên thủy của mọi chúng sinh, kể cả linh hồn chúng ta và tất cả linh hồn của mọi chúng sinh. Đó là đẳng cấp chúng ta có thể đạt với pháp môn ánh sáng và âm thanh mà chúng ta đã học được từ những vị minh sư thời xưa. Đây là cảnh giới cao hơn, thậm chí chúng ta cũng có thể vượt lên mọi cảnh giới vật chất, mọi nhân và quả bằng cách dùng lực lượng nguyên thủy này. Đó là cách chúng ta được giải thoát, đó là cách chúng ta vượt lên khỏi nghiệp chướng, đó là điều duy nhất đáng theo đuổi. Lời pháp cam lồ, lợi ích của sự ăn chay. Ăn chay ngày nay rất dễ. Có rất nhiều tiệm thực phẩm lành mạnh và tiệm Trung Hoa bán đủ loại thịt chay, còn dinh dưỡng hơn thịt thật. Quý vị cũng đừng ăn uống nhiều, sẽ cảm thấy nặng nề. Quý vị ăn ít cũng đã đủ năng lượng rồi, như vậy tiêu hóa mau hơn, ít bệnh hơn. Từ trường sợ hãi và thù hận của động vật sẽ không bám vào quý vị, cho nên quý vị càng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Đó là lợi ích của việc ăn chay. Chỉ khi nào thân thể khỏe mạnh, đầu óc mới có thể nghĩ thông suốt, rồi quý vị cũng rõ ràng hơn trong những vấn đề hàng ngày. Ăn chay là trách nhiệm đối với địa cầu. Ăn thịt là phí phạm sản phẩm, đừng nói tới chuyện từ bi bác ái khai ngộ, đạo đức hay gì cả. Chưa kể, chúng ta ăn chay vì có trách nhiệm đối với nhân loại, không chỉ với súc vật. Thật là một sự lãng phí thời giờ, năng lượng và tài nguyên địa cầu để nuôi súc vật. So với loài người chúng ta, chúng xài nhiều nước hơn bao giờ hết để rửa ráy, nuôi ăn và cho uống. Đồng thời chúng cũng xài nhiều chất đạm thực vật hơn là loài người có thể ăn. Rồi súc vật phải được nuôi nhiều năm trước khi có thể ăn nó trong một bữa. Sư phụ kể chuyện Vô Minh và Khai Ngộ, câu chuyện về hai anh em. Đời xưa có một phú ông và hai người con trai cũng giàu có, thông minh như nhau. Hai anh em được sinh ra trong cùng một gia đình giàu có, lớn lên trong cùng một hoàn cảnh sang trọng. Một hôm, người em trong lòng cảm thấy thôi thúc muốn thể nghiệm đời sống khác lạ, cho nên nói với cha rằng anh muốn mạo hiểm ra ngoài để thử coi đời sống mới như thế nào ở ngoài kia. Ở thế giới bên ngoài, anh phải đương đầu với nhiều tình trạng gay go, trải qua những khó khăn ngặt nghèo, nhưng anh cũng học được rất nhiều sự thật.
Do đó, anh trở thành thông minh hơn, khôn ngoan và trí huệ hơn, và tài giỏi hơn. Anh biết cách đối phó với những hoàn cảnh khác nhau và khám phá ra được những tài năng tiềm ẩn của mình. Trước kia, anh đâu biết là mình có những tài nghệ này vì sống trong gia đình giàu có người hầu kẻ hạ, muốn gì là được nấy, không cần động ngón tay. Thành thử anh đâu biết mình có tài nghệ gì. Sau khi liều lĩnh ra ngoài thể nghiệm trường đời, anh mới khám phá ra rằng mình có rất nhiều khả năng, tài nghệ không thể nghĩ bàn. Rồi càng ngày, anh càng vui vẻ sung sướng, dần dần nhận thức được rằng mình có lực lượng vĩ đại. Tuy nhiên, trước khi nhận ra sự thật này, anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn cực khổ. Cuối cùng, tình cảnh trầm trọng nhất xảy đến. Anh bị đau nặng, không một xu dính túi, không người săn sóc, không nhà, không cửa, không có gì cả, lại còn bị đối xử tệ bạc nữa. Lúc đó anh thật nhớ nhà, nghĩ bụng, ta không thể tiếp tục sống như vậy được, ta phải về nhà. Ở nhà thoải mái hơn, sao lại ra ngoài sống như một kẻ ăn mày? Lúc đó anh khát khao được trở về và liên lạc với gia đình. Cuối cùng khi về tới nhà, người cha rất đỗi vui mừng, nồng nhiệt chào đón anh, lập tức đem cho con những bộ đồ đẹp nhất, thức ăn ngon nhất và quà cáp tốt nhất. Một bữa tiệc linh đình được tổ chức để chào đón anh trở về. Lúc đó người con trai lớn hỏi cha rằng, còn con thì sao? Cha đâu có bao giờ mở yến tiệc vì con hay cho con món gì đặc biệt. Tại sao vậy? Từ trước tới nay con trung thành với cha, không bao giờ bỏ đi, ngày nào cũng hầu hạ cha, ở gần bên cha, mà đâu có bao giờ cha cho con món gì đâu. Nghe vậy ông cha trả lời, tất cả những gì cha có đều là của hai anh em con. Bây giờ hoàn cảnh hai anh em giống hệt như hồi trước. Người em trai không mất mát gì cả, vẫn giàu có như xưa. Tuy nhiên người em gặt hái được những điều mà người anh không có. Quý vị có biết đó là gì không? Anh ta có nhiều kinh nghiệm trường đời hơn, thông minh hơn, trí huệ hơn, nhiều khả năng hơn và nhận thức được chính mình nhiều hơn, hiểu mình nhiều hơn xưa, có phải vậy không? Mặt khác, người anh chẳng khác chi một đứa con hư, hưởng thụ đời sống thoải mái dễ chịu, nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi, không có gì là thật sự lợi ích. Cũng giàu như người em, nhưng thiếu trí huệ. Bây giờ người em hiểu biết nhiều thứ, nhận thức và hiểu chính mình nhiều hơn và tự lập tự cường hơn. Còn người anh thì không có mấy thứ này. Một vị Phật vốn đã là Phật rồi, điều đó đúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhận thức được điều đó sau khi đã trải qua giai đoạn làm chúng sinh. Bằng không thì không biết rằng mình là Phật. Nếu không phải trải qua thời gian làm chúng sinh thì mặc dù chúng ta vẫn là Phật, nhưng không ích lợi gì. Thành ra chúng ta phải xuống thế gian lừa lọc này để học hỏi, để biết làm người phàm phu là như thế nào, để biết làm sao vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, rồi dần dần mới hiểu hạnh phúc là gì. Phải học tình trạng vô thường thì mới ngộ được thế nào là vĩnh cửu. Phải học vô minh ở cõi đời này, sau đó mới hiểu trí huệ là gì. Trước khi hoàn tất mọi việc, mặc dù quý vị vẫn là Phật, nhưng là Phật vô minh. Rồi từ từ quý vị trở thành Phật khai ngộ, một vị Phật thật sự y như mình lúc nguyên thủy vậy. Chúng ta vốn có mọi thứ rồi, không cần phải đợi sau khi khai ngộ rồi mới có. Vấn đề là chúng ta không biết mình có gì. Trước khi khai ngộ và sau khi khai ngộ không có gì khác nhau. Sau khi khai ngộ, chúng ta vẫn có cùng lực lượng mà mình đã có trước kia, ngoại trừ hồi đó mình không biết là mình có. Bây giờ quý vị hiểu rồi. Bởi vậy Phật Thích Ca mới nói phiền não là bồ đề và chúng sinh đều là Phật. Ngài không nói dối. Hôm nay tôi giảng cho quý vị biết ý Ngài muốn nói gì. Tại sao Phật lại là chúng sinh và tại sao Phật phải xuống thế giới này để trở thành chúng sinh và chịu nhiều đau khổ? Sự thật là sự đau khổ không hẳn là đau khổ. Chúng ta đang học hỏi mà thôi, cũng giống như học ở trường. Cho dù học tiểu học, trung học hay đại học cũng đều rất thử thách.
Tuy nhiên, sau khi học xong các môn học rồi, chúng ta sẽ thông minh hơn. Rồi lớn lên sẽ kiếm được một chỗ đứng cho mình và trở thành tự lập. Cho nên mình phải học, nếu không thì không biết mình có khả năng gì. Nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và vốn đã là Phật, thì tại sao người ta lại nói phụ nữ không thể thành Phật? Điều này vô lý. Thành Phật là thành Phật, không có gì khác nhau. Cho nên ta đã nói quý vị nhiều lần rồi, rằng nội đạo hay ngoại đạo gì cũng đều là đạo. Và chúng sinh tốt hay xấu gì cũng là Phật cả. Không có tốt mà cũng không có xấu. Nhưng đó là nói từ quan điểm của cảnh giới cao nhất. Trước khi đạt tới cảnh giới này, chúng ta phải học hỏi và vẫn cần phải làm điều tốt. Không thể nói rằng tốt xấu như nhau, đâu cần phải học. Mình đã là Phật rồi thì cần gì phải tu? Đừng nên có những ý nghĩ đó. Chúng ta vốn là Phật, điều đó đúng. Nhưng chúng ta vẫn cần phải tu hành vì mình chưa thật sự nhận thức được mình là Phật. Tôi nói thì quý vị tin, vì quý vị tin tưởng nơi tôi. Nhưng quý vị vẫn chưa tự mình chứng được điều này, cho nên vẫn phải tu là vậy. Nếu không, quý vị sẽ rất là đau khổ. Trước khi biết mình là ai, người nào trách mắng mình một chút thôi là mình cũng đau lòng. Ai ghét mình là mình ghét lại, bởi vì chưa ngộ ra rằng tất cả chúng sinh đều là Phật. Chưa đạt tới trình độ đối đãi bình đẳng với mọi chúng sinh, không phân biệt. Vì vậy mới phải tu cho tới khi tâm không còn dao động và thấy tất cả chúng sinh như là chính mình vậy. Lúc đó mới có thể nói rằng đã thật sự biết mình. Tu hành tiến hóa tinh cầu chúng ta. Tôi không phải nói rằng quý vị nên tới tu pháp môn Quán Âm hay có thể nghiệm về thiên đàng. Cho dù quý vị không có, quý vị có thể cảm nhận được rằng tinh cầu của chúng ta bây giờ có một từ trường khác. Vui vẻ hơn, cởi mở hơn và rất thư thản. Nhân loại giờ rất khác với vài thập niên trước đây. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều phát triển rất mau. Thật tuyệt diệu những gì chúng ta khám phá ra được gần đây. Quý vị có thể tưởng tượng được email và mạng lưới truyền thông không? Ôi chào, thật không thể tưởng được. Rất nhiều thứ quý vị còn không biết cũng đã được phát triển. Lời khuyên của sư phụ: bảo vệ thân thể khỏi lạnh và nóng. Một số máy lạnh thổi trực tiếp vào thân thể gây khó chịu, đau nhức hay sinh bệnh. Hãy theo những lời hướng dẫn giữ gìn sau đây để thậm chí tránh được vấn đề này. Đối với máy sưởi cũng như máy lạnh cũng làm giống vậy. Đây là giải pháp cho cả hai. Trong nhà, bao máy lạnh trong một hộp làm bằng nhựa trong. Để mặt trên trống và mặt dưới cách vách tường khoảng 1 phần 2 phân anh. Bằng cách này, không khí sẽ luân chuyển đi lên và thổi mát cả phòng thay vì thổi vào thân thể. Trong xe, quay lỗ thông máy lạnh lên phía trên và cách xa thân thể để tránh bị thổi vào thân thể, cũng như chuyển hướng gió không thổi vào mắt, làm mắt bị khô và mỏi, đặc biệt không tốt trong lúc lái xe. Trong nhà và trong xe. Lúc nào muốn làm mát bên trong, mở máy lạnh lên độ cao từ từ. Trước khi bước ra ngoài, từ từ dặn gió nóng để không quá khác biệt với nhiệt độ bên ngoài. Như vậy sẽ bảo vệ guồng máy thân thể khỏi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh khi ra vào môi trường có máy sưởi và máy điều hòa không khí. Nếu bị trúng hơi lạnh làm đau nhức chỗ nào trong thân thể, hãy xối chỗ đó với nước ấm lâu hơn hoặc dùng máy sấy tóc thổi hơi ấm lên đó. Lặp lại 2-3 lần mỗi ngày cho đến khi hết đau.